Alo, hình như anh Luận đang tắt mic hay sao anh ơi? Alo. Ok, em nghe thấy rồi đúng không? Dạ. Ok, chào mừng Quân và tất cả nhà của ta đến với buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình thay gân đổi cốt buổi sáng sớm. Rồi, ok. Hôm nay thời tiết khá là lạnh, nhiệt độ ở Nagoya thì báo ở ngoài trời là 0 độ C. Dạ, hôm qua em vừa chạy bộ vừa ngắm tuyết luôn này. Ở Osaka mà tuyết rơi mà. Lạnh lạnh tháng 3, người ta gọi là rét nàng bân. Rét nàng bân, Đấy, nằm bên. thay áo, may áo cho chồng. May 3 tháng rét mới được cái cánh tay nhìn này. Sang tới cuối tháng 3 này bắt đầu lại có lại những đợt cuộn. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta nhịp cánh bướm thì kéo nào, tiếp chân lại 1 2 3 4 5 6 8 thẳng lưng lên. Đợt vừa rồi, mấy ngày vừa rồi anh cũng bận đi suốt sáng sớm nên là cũng không có tổ chức buổi sáng sớm này được vậy. Dạ, Từ hôm em về em Việt về Nam Việt thì tổ Nam chức được hình có một vài buổi. em về Việt Nam tham gia lộ trình offline thì không tham dự rồi, mà mấy ngày ở với chị ấy, thì cũng không không dậy sớm, không thể nào dậy giờ đấy để mà tham dự tạm biệt mà vào với mọi người được. Hôm qua về Nhật Bản cái là vào tham dự ngay mà chưa thấy đâu. Em vào cũng không thấy đâu, em nói ủa. Sáng qua đi seminar 4 giờ 5 giờ thì quên mất không mở mở vào Zoom cho họ nghe. Đi offline về phê quá nè. Học được nhiều Đi thứ đúng offline phê thực sự. Dạ. không? Phê nhất cái gì? Dạ. Phê nhất cái gì? Một... Phê nhất là trong cái lộ trình đi thầy cho học ba hệ quy chiếu ấy, cho chia sẻ ba hệ quy chiếu mà vừa chia sẻ mà vừa hiện thực luôn đấy, kiểu thầy nói đúng chuẩn luôn đấy. Thầy vừa cho mình vừa học ba hệ quy chiếu và vừa thực hành luôn cái thể nghiệm của trải nghiệm của việc là ba hệ quy chiếu trong mọi thứ luôn đấy, trong cái xin việc là vận động học tập các kiểu, là mình cảm nhận lúc mà mình ngồi mình ngẫm lại mới được là mình thực sự cảm thấy rất là may mắn khi là mình có ba hệ quy chiếu. Với một cái trải nghiệm mà em cảm giác là kiểu mà chắc là chỉ có ở quýt thôi, là Vô kiểu thông là tin. được ôm nhau ấy, ôm nhau nó đã Văn lắm, hóa. văn hóa của quýt. Mà em nghĩ cái này là không chỉ riêng ở quýt, mà em nghĩ là nên là nó là việc mình nên làm hàng ngày luôn đấy. Thế có được học cách ôm cho nó đúng chuẩn không? Cũng không Hay không là học cứ thế gì là ôm tự đơn giản là ôm nhau thôi mà. do? Ngoài. Tức là nó kể kiểu ôm 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 để cho nó đúng chuẩn ấy, chứ không phải là ôm sát vào với nhau. Tức là tức là trong giao tiếp ấy. Trong giao tiếp thì hội anh được học hai người đứng song song như này và bắt đầu chếch vai một chút, ôm thì cái phần vai này
chạm vào vai người kia và mình ôm, chứ không phải mình quăng cả cái vai này ôm chặt vào cổ người ta, không phải là ghì chặt vào cổ, không phải là ngực, không phải là ngực chạm ngực, nhất đâu là đối với phụ nữ thì nó sẽ có đôi khi người ta sẽ có cảm giác kiếm kiếm nhã ấy. Cho nên là mình ôm Em được, thì gì mình ta, ôm là em mình ôm chạm, thì em ôm khá là nhẹ nhưng mà mình nhưng mà mọi mình người ôm là kiểu mình mọi chạm, người tình cảm quá ấy. không ôm, ôm mạnh không sao cả, nhưng mà là mình chạm cái khu vai này, khu vai này vào khu vai. Đàn ông với đàn ông với nhau thì nó không có sao, đàn ông với phụ nữ thì đôi khi mình phải chỉ. Với lại mình ôm mình nghiêng người, mình nghiêng người làm sao để đôi vai chạm vai, với lại nhất đâu là những người mà chiều cao cao quá mình sẽ tránh cái trường hợp là ôm chùm người vào mà người nào cao mà nách mà hôi ấy chùm nguyên cái nách vào mũi người khác ấy. Đó Người là thích một thỏ luôn. giao tiếp bình thường ở xã hội, còn mà em thấy ở trong buýt mọi người kiểu mà nam nữ mọi người cứ lao vào mọi người ôm nhau vậy, Không phải đâu ôm như đấy người là nhà ấy, ôm không, cảm giác là không phải không phải đấy 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 là chưa có người nói, chưa chính nha. Ở trong quýt hội anh hội ở trong quýt hội anh được học cách ôm mà, ở trong quýt ấy anh được cả cô giáo dạy giao tiếp, dạy cái món xã giao ôm như nào cho nó đúng. Căn bản là lộ hội trình mà học cái chuyên chủ ấy đúng không anh? căn bản hội em mới tập hợp cho nên là nó mọi người chưa có biết cái điều đó. Nhưng mà cảm nhận rất rõ cái giá trị của cái ôm luôn ạ. Tức Ừ, là chuyển hóa con người theo kinh khủng lắm mà. theo tính toán của các nhà khoa học ấy thì cái ôm nó cân bằng điện từ, đặc biệt là đối với khi mà một ngày ôm khoảng 20 người khác giới trong vòng mỗi một cái ôm trong vòng 20 giây thì cái khả năng cân bằng điện từ ấy nó rất là cao. Tức là khi một cái cân bằng điện từ ấy, thì người ta sẽ trở về cái trạng thái ấy mà cân bằng và nó dễ. Xin lỗi bạn bằng thương của cái cân bằng. Thế cho nên là ngay từ cả đến cái việc mở trong gia đình hoặc là với con cái cũng vậy, ngày mà mình dành thời gian mình ôm những người thân của mình, hay là khi mà đứa con mà nó đang gặp cái vấn đề gì nó sợ hãi hoặc cáu gắt hoặc gì gì đấy là do nó đang bị rối loạn điện từ thì cái ôm nó có thể giải quyết được vấn đề đó. Mặt trong là tay. Bởi vì con người của chúng ta là cái thân của chúng ta là đất nước khí lửa điện từ, đất nước khí lửa và điện từ, cho nên là cân bằng điện từ. Có nhiều cái phương pháp trị liệu về sức khỏe người ta sẽ hướng tới trị liệu bằng điện từ ấy. Cân bằng điện từ anh luận là không phải luận bài anh toàn là không vào xin phép là không vào đấy. à, anh không biết hôm qua anh nhắn nên vào lúc toàn vào không, toàn hình như di chuyển đi vùng khác là tô dâm này, chứ không phải là vùng du quốc năm nay.
Toàn anh hôm nay anh xuống Osaka này, À, anh xuống Osaka gì đó, xuống nhà ở chữ Umeko chơi này, em cũng đi ghé kịch nhà chữ Umeko chơi với anh này ồ, ngon hơn. trưa nay. Anh Vừa ơi, anh đi với một chị đó, hôm vừa rồi anh chị cũng xuống Cam Osaka. mọc mền tơ năm ấy. Dạ. Anh hôm vừa rồi anh xuống Osaka Hyogo đi xe ô tô trong này. Hôm bữa rồi xuống Hugo hả? Anh đi công việc. Ok, xuống bên dưới dưới chân anh cũng lạnh. Rồi. Là thấu suốt ba hệ vi chiếu chuẩn nhá. Dạ. Thử suốt thì em cũng chưa dám nói là thử suốt, nhưng mà mình hiểu được là gọi là trọng điểm của ba hệ quy chiếu để mà mình chia sẻ nó thoải mái rồi. Bây giờ là chỉ cần là tô rèn về kỹ năng chia sẻ nữa thôi. Em mua đồ đi, đang còn mua đồ gần như là gần đủ rồi. Còn sắm thêm ít nữa là bắt đầu là chia sẻ ba hệ quy chiếu, bởi vì đó là bài tập mà. Nó cũng vừa vừa làm mà cũng vừa bài tập. Thầy yêu cầu mentor năm mỗi người chia sẻ 3 lần ba hệ quy chiếu. 24 giờ thấu suốt ba hệ quy chiếu. Anh Hội là bao anh nhiêu lần không? cũng hội anh đang chia sẻ như vậy đấy. Hội anh mới chia sẻ một lần trên YouTube. Là mỗi người là yêu cầu bao nhiêu lần ấy? Ba lần. Ba lần à? Mentor cũng ba lần. Ê, em cũng đang sắp chuẩn bị để mà 24 giờ là đúng 24 giờ luôn nhỉ? Em từ ví dụ như 8 giờ sáng đấy, 8 giờ sáng hôm sau luôn đấy. Không phải đâu em chỉ cần làm được 16 tiếng trở lên là ok. Em Mình còn bảo phải là dành tự sao tiếng. mình còn phải dành thời gian để đi ăn uống ngủ nghỉ nữa mà. Không, ý em nói là tức là cái khoảng thời gian mình chia sẻ thôi, chứ trong thời gian đấy là mình căn thời gian tầm khoảng 2 tiếng mình nghỉ 1 tiếng hay gì đấy, làm sao mà làm liên tục 24 tiếng ngồi trên màn hình nữa. Không phải làm cái tổng cái thời gian thực hành ấy, là phải 16 tiếng trở lên trong Dạ 24 tiếng đấy, ao nhưng mà tổng mình phải làm trong tổng 24 tiếng, nhưng mình phải làm được 16 tiếng trở lên. là Em tức hiểu là ý 4 tiếng nghỉ đó hả? 24 tiếng mình làm 16 6 tiếng, tức là mình có 8 tiếng nghỉ thôi. À, 8 tiếng chứ. 8 tiếng nghỉ. Dạ. Chứ Anh chia sẻ là anh chia sẻ thẳng vào ba hệ quy chiếu luôn hay là anh cũng làm từ đầu anh? không, nó phải có nguyên lý, bởi vì À, mới biết quy định. Dạ. bởi vì nguyên lý nó dẫn dắt mà. mình Dạ. hiểu được mình hiểu được nguyên lý thì các cái hệ quy chiếu mình sẽ nắm nó rõ hơn ý. Dạ. Chuẩn anh. Em thấy vậy mà chị em cũng bảo vậy. Chị em cũng bảo là chia sẻ từ đầu lên, từ cái hiện tượng các rào cản thì con người với các rào cản, cái hiện tượng đầu tiên luôn, 6 rào cản nhận thức nội tâm. Nice. Chia sẻ 3 lần là cảm giác là mình tự tin luôn rồi. Nhà nhà người người chia sẻ 3 hệ quy chiếu mà. Cái hệ quy chiếu tam giác hiện thực ấy. Em biết trọng điểm ấy. Em biết hôm qua thầy mới mới dạy thêm đúng không? Em cứ nói qua cho anh biết. Có thể dạy thêm cái hôm qua là thầy dạy học phần về gì ta, về vấn trí tuệ mà trí tuệ từng bậc một đấy, là về sở hữu mà không sở hữu, không sở hữu mà sở hữu,
Đó là mình bị không bị dính chấp vào việc là mình phải chi tiền ra hay mình phải làm cái gì đó để mình sở hữu cái vật đấy. Rồi mà thì mình mới là sở hữu cái đó, mà là mình sử dụng đúng cái giá trị của cái vật đấy trong cái thời gian đấy. Cũng có nghĩa là mình sở hữu nó rồi. Mình dùng xong Thì cái là mình buông ra cái là xong. cái tam giác hiện thực Rồi mình bị là cái chính để tam giác cho hiện mình thực thì nhận thức được cái trí tuệ tầng bậc một. Em hiểu ý không? là tam giác hiện thực. Dạ. Cái tam giác hiện thực đấy là để cho mình nhận thức được cái trí tuệ tầng bậc một và mình tiệm cận được tầng bậc hai. Thế thì em biết nó nhận thức nó được ở tầng bậc một là như thế nào và sẽ sao tiệm cận được bởi tầng sát đến tầng bậc hai ở cái tam giác hiện thực. Là khi mình sử dụng tam giác hiện thực là mình có thể tiệm cận trí tuệ tầng bậc hai, tiệm Ừ, cận đúng trạng rồi. thái nhận thức tầng bậc hai hay trí tuệ tầng bậc hai. Thì nhận thức gần bậc hai nó nhận thức nội tâm hay nó một cái khác, nó chính cũng chính là nhận thức về trí tuệ tầng bậc hai. Trí tuệ tầng bậc hai. Phải đặt cỏ buông xuống ngựa lên cái buông Cái xuống đó thì em chưa ngựa rõ. lên cái là trong cái tam giác hiện thực ấy là Yeah. em sẽ biết được mọi sự vật hiện tượng kể cả vật chất hoặc là phi vật chất nếu như mà em mà rõ ràng được ba góc góc thông tin góc năng lượng và góc vật chất đúng không, Yeah. tức là cái biết tin hiểu về bất kỳ Tiếp một điều gì đấy. Em nắm rõ điều đấy thì có phải là tất cả khi mà em nắm rõ được thì em sẽ thành nhận thức đúng không, đúng điều Yeah. đó không thầy Là cổ mình có thể phân biệt đúng sai trái phải, đúng không, đúng sai tức thật là dài. khi mình rõ hình là mình sẽ khi mình rõ mình đưa nó vào nhận thức mình nắm được chắc chắn mình đưa vào nhận thức thì mình sẽ có được hiện thực, mình sẽ biết được chính xác nó như thế nào để mình phân tích được đúng sai thật giả tốt xấu nên không nên. Ví dụ như em đọc một cuốn sách sau đấy nếu nếu mà em đưa nó vào tam giác hiện thực ấy, thì em sẽ cũng có thể em sẽ biết được ý đồ của tác giả người ta muốn truyền tải điều gì thông tin của cuốn sách là như thế nào cuốn sách này mang cái năng lượng gì và cái khi mà đọc được cuốn sách đấy này khi mà em rõ được thông tin rõ được năng lượng rồi để cái năng lượng này có thể là năng lượng truyền từ tác giả năng lượng từ cuốn sách cũng có thể là năng lượng mà chính khi mà em đọc cuốn sách này em đón nhận với một cái tâm thái như thế nào em hiểu ý chưa, thì cái năng lượng đấy nó kết hợp với lại thông tin của cuốn sách nó quyết định ra cái vật chất ra ra cái hành động của em, thì như vậy là sau khi mà em đọc được một cuốn sách như vậy là em sẽ quyết định được em sẽ hành động như thế nào và hoặc em có quan niệm của tư duy như thế nào hoặc em có hành vi như thế nào sau khi em nhận được cái thông tin như vậy. Như vậy là khi mà em nhận thức được rõ thông tin của một vấn đề và em quyết định cái năng lượng của em đối xử với nó như thế nào thì nó sẽ ra vật chất. Bây giờ ví dụ như em đọc một cuốn sách xong em nhận cái thông tin đấy nhưng mà cái phản ứng của em ấy, nó là em cảm thấy cái thông tin này nó không phù hợp với em đắm ngã lại thì có phải cuốn sách em sẽ vứt đi đúng không, còn nếu nếu như mà cũng cái thông tin đấy nhưng mà em cảm thấy nó rất là tuyệt vời em cảm thấy em rất là chấp nhận có điều gì đấy chưa phải thì em bao dung cho nó và em rất là cảm ơn em cảm ơn trân trọng biết ơn về cái cuốn sách đấy
và em trân trọng biết ơn những cái bài học trong cuốn sách đấy, thì có phải là trong cuốn sách đấy nó sẽ dẫn cho em đến những cái hành động để em thực hành theo cái thông tin ở trong đó. Thì đấy, tức là nó sẽ ra cái kết quả. Kết quả là cái hành động, là cái vật chất mà mình sẽ biểu hiện ra ngoài. Đó thì khi như vậy nữa, với lại như vậy đó chính là tầng tầng bậc một ấy. Sau đó em nhận thức thêm được một cái tâm thái nữa là sở hữu mà không sở hữu. Em hiểu ý chưa? Sở hữu mà không sở hữu ấy. Tức là mình Không có sở hữu mà mà sở hữu. mình có mà mình không có, hoặc là mình có bất kể một cái gì, nếu như mình có nhận thức về nó thì mình sẽ có được điều đó. Bây giờ giả sử như này, bây giờ em có nhận thức là sức khỏe, bây giờ em có nhận thức là em sẽ chạy được 21 km, thế thì em có nhận thức được là em rõ ràng là vạch đích là khi mà em chạy là em sẽ chạy được 21 km, đúng không? Đấy. Và em rõ được rằng đầu tiên em rõ được vạch đích nó như vậy rồi, rõ hình ảnh đúng không, xong em biết vận dụng cái khi mà chạy thì em sẽ biết là em sử dụng cái thể khí của em biết cơ thể em là em sẽ cần phải dùng khí để cho nó dẻo dai, sử dụng khí, dụng khí để cho nó dẻo dai gân cơ và sức bền. Sau đó là em đủ đủ dinh dưỡng, em có đủ đủ dinh dưỡng để em nuôi cả cái quá trình vận động đó, thì cũng phải là em sẽ chạy được 21 km đó. Tức là Sao lúc nãy đang em nói nói về sức sức bền đúng không? Sức bền là có gì thôi, vật đích có này, gì ừ khi nhận vật đích này ừ có gì ta, sức bền là liên quan tới dinh dưỡng này, và một cái gì ừ là một cái gì nữa ta, còn có cái gì nữa, nhận vật đích dinh dưỡng. Sức bền của không nhớ ngang ta, khí cái này không phải, hình như là em nhớ là không 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 phải khí mà là cái gì ta, em xem lại phần nào. Đây hả? Sức bền là gì ta? Xác lập được điểm đến, hình thành điểm đến trong tâm trí, và tìm được điểm nghỉ trong vận động Điểm và nghỉ dinh trong vận động, dưỡng. dinh Và cái đó. thì nó sẽ bền Ngon quá nhỉ. Sáng nào cũng có, sáng sớm ra có bài học như này. không? Nghĩa Quá xịn. ôn bài đúng không? Ôn Thế bài. thì khi mình rõ ràng
thì mình sẽ có rõ nhận thức, đúng không? Và mình có thêm một cái nhận thức nữa là sở hữu mà không sở hữu. Không sở hữu mà sở hữu. Không sở hữu mà sở hữu, mà sở hữu không phải sở hữu mà không sở Không sở hữu mà sở hữu là hữu. sở hữu mà không sở hữu, không sở hữu mà sở hữu đấy. Thế Người thì đẹp. khi mà em có cái nhận thức đấy, là cái nhận thức đấy nó đưa cho em tiệm cận tầng bậc hai, em có thấy điều đấy không? Tầng 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 bậc hai của trí tuệ là gì? Cội nguồn cuộc sống, không cội nguồn Không của bắt đầu được không chính chung. tôi, đúng không? Cội nguồn cuộc sống, à xin lỗi, cội nguồn cuộc sống là bắt nguồn từ chính tôi, nhưng mà không phải là do lỗi của tôi. Thì cái cội nguồn cuộc sống là tầng bậc hai là như vậy. Thì như vậy thì sở hữu mà không sở hữu thì nó chính là khi đấy mình định thân, mình có mà không có, tức là nó y như kiểu là lúc đấy mình ấy không có chấp vào bất kỳ một cái gì cả, nó như kiểu là vạn vật có tính không. Thì cái tầng bậc hai ấy là chính là vạn vật có tính không ấy, tức là vạn vật nó không là cái gì, nó là cái gì là do mình nhận thức về nó là cái đó. Thế thì ở trong cái tầng bậc một ấy, nó có cái phần là sở hữu mà không sở hữu. Bây giờ ví dụ như em có tiền nhưng mà em sở hữu tiền, đúng không? Nhưng mà tiền tiền đấy em có thể em đổi nó, chuyển nó thành chất lượng cuộc sống của em, tức là tiền nó ở em đổi về em mua đồ vật này nọ để nó phục vụ cuộc sống của em, mua các vật dụng, quần áo, ăn uống, cái này cái kia, rồi tiền đấy nó giúp cho em giúp đỡ người này người kia, giúp đỡ gia đình bố mẹ. Tiền đó tức là nó làm thỏa mãn những cái gì ở trong em, tức là thỏa mãn, khi mà thỏa mãn được những cái gì đó ở trong em, tức là nó thỏa mãn về nội tâm của em, tức là em mong muốn em làm cái đó thì em có tiền em làm được, nên nó chuyển từ tiền vào sang dạng là thỏa mãn nội tâm của em. Rồi khi mà có tiền thì em giúp cho nâng cấp sức khỏe của em. Ví dụ như trước đây nếu như mình không có tiền thì mình không thể mua được cái đồ ăn đồ uống như này ngon để nó tốt cho sức khỏe, mà bây giờ mình có tiền mình có thể mua được ví dụ như những đồ ăn đồ uống ngon hơn, tốt hơn, rồi mình tham gia vào các chương trình huấn luyện, tập tập luyện, đúng không? Để thì nó tốt cho sức khỏe. Rồi có tiền thì em sẽ đi chơi, em tạo dựng mối quan hệ, em có thể dùng tiền đấy để em tạo dựng mối quan hệ, hoặc là em dùng tiền để em tham gia vào những đội nhóm để em tạo dựng các mối quan hệ. Thế thì tiền nó chuyển từ tiền sang ba cái dạng kia, nó làm thỏa mãn nội tâm, sức khỏe và mối quan hệ. Tức là tiền nó vẫn có nhưng mà nó chuyển sang một cái dạng, ba cái dạng khác, đấy là chính là chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nâng cao chất lượng cuộc sống đi. Và tiền nó đi tạo lập giá trị, thì khi mà nó làm được những cái điều đấy thì có phải là tiền nó lại quay trở lại không? Thế cho nên là lúc mình có tiền nhưng mình lại không có tiền, tức là mình có tiền nhưng mà mình lại để vào làm nâng cao giá trị cuộc sống và tạo lập giá trị, thì lúc mình cần tiền nó lại tụ về, thì mình giảm cái chất lượng cuộc sống gì đấy, mình không còn dư tiền dư giả, nó tiền nó tụ về. Bạn bắt đầu tập là thay thay gân đổi cốt nhé. Hôm nay thì Tín không có tập hồi xương cơ thể, thay gân đổi cốt luôn ha. Hôm
mấy hôm em ở nhà chính tư lên trúc đàm ấy, em ở với anh chị nên ra là em cầm được cuốn là về 12 động tác thay gân đổi cốt ấy. Nó là một loại võ công. Tức là nó là chí công của một thầy cao thủ võ công truyền cho, đúng không? Nó là gọi là gì, là dịch kênh kinh của nguồn gốc từ Trung Hoa. Thì chí công nó có nhiều dạng, tất cả các môn võ đều có tập chí. Ngày trước anh cũng tập 12 động chí công của Thái Cực Quyền lâu rồi. Ok, bắt đầu chí vào. Ép tay xuống, nâng các đầu ngón tay lên, khép lại, siết bụng, nín thở. Rồi. Hai. Ba. Bốn. Tạm. Sáu. Bảy. Hay gần đổi cốt, động tác thứ hai. Hít vào. Đặt ký và nắm đấm. Lần thứ hai. Hít vào. Lần thứ ba. Như vậy. Lần thứ bốn. Ném. Ném. Né. Rồi. Xả khí cho độ khí về lại khí hải và thở. Năm.
6. Rồi. 7. Nhìn vào. Rồi. Động tác thứ ba, xách nước. Một ngón tay cái động tác thứ ba này là hình như ngón tay cái đặt trong đúng không em? Hay đặt đặt trong lầu quần. Anh cứ tập bên em đi đây đây một tí. Thôi. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ bốn. Gọn đang tập là ngón cái để ngoài. Chúng ta nắm thành nắm đấm hoặc như kiểu xách hai số nước lên. Lưng ngực ở hai nắm đấm. Xịt nén thật chặt. Thôi. Lần thứ năm. Ok. Cái động tác thứ ba là gõ tay cái để ngoài đúng nhỉ? Dạ, để bên trong đây nè. Để bên trong ạ. Dạ. 6. Để ngón tay cái ở bên trong. Ok. 7. Động tác thứ 4. Hít vào. Nắm đấm từ dưới lên. Bật ra. Cương lực ở mười đầu ngón tay. Siết bụng lại. Ồ. Hai. Thôi. Ba. Bốn.
Năm. Bảy. Động tác số 5. Nhón gót lên. 1. Anh nắm đấm quay về phía sau, nhón gót lên. 2. À. Bốn. Rồi. Sáu. Bảy. Động tác thứ sáu. Ngưng lực ở cùi chỏ. Biết nào. Đi vào lần thứ ba. Đi vào lần thứ bốn. Rồi. Lần thứ năm, đi vào.
Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Rồi. Bài là nào? Bây giờ động tác thứ bảy. Động tác thứ bảy thì chúng ta sẽ nhún gót chân rồi, đưa lên này cho nó. Đưa sang em gót cho mình. Giữ ngưng lực ở hai ngàn đường. Rồi. Ai? Ba. Rồi. Bốn. Câu năm. Câu sáu. Bảy, đi vào. Nhẹo gót chân lên cao. Động tác thứ tám, ngón tay cái đặt vào trong. Một. Cẳng gót lên. Hai. Ngưng lực tại nằm đấm. Ba. Bốn. Năm. Sáu.
Bye. Tám. À, xin lỗi chị, tập tới hỏi không? Động tác thứ 8, sau rồi động tác thứ 9. À, ngón tay cái vẫn đặt ở trong. Một. Nhất vẹo. Rồi. Hai. Ngưng lực tại khuỷu tay. Ba. Rồi. Bốn. Rồi. Năm. Oh. Bye. Oh. Động tác số 10. Độ trời. Ừ, tại 2 năm động. Rồi. 2. Thôi. Ba. Thôi. Bốn. Oh, năm. Oh, sáu. Oh. Bye. Oh.
động tác số 11. Hít vào. Ngược lực tại ngón cái. Đầu. Lần thứ hai. Hít vào. Lần thứ ba, hít vào. Lần thứ bốn, hít vào. Lần thứ năm. Rồi. Lần thứ sáu. Lần thứ bảy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhận động tác cuối cùng, động tác số 12. Ngó bàn tay lên, 1. Cương lực tại 10 đầu ngón tay. 2. Rồi. Ba. Bốn. Bảy. Rồi, cảm ơn Quân hết 12 động tác thay gân đổi cốt, cơ thể tràn đầy sinh lực và khí ha. Bên nào mà có điều kiện mà làm 49 lần ngon đấy. Cái Nhìn em hợp lúc nãy đang nói chuyện cái mà sở hữu mà không sở hữu ấy, thì em có ý kiến gì thêm phần đấy không? Em có bài học gì, tâm đắc gì phần đấy? cái phần mà
sợ mà không không sợ sợ ở cái phần mà sợ mà không sợ không sợ mà sợ hữu ấy. Thì Đúng cái tới cái phần đó lúc mà thầy thì nói là không phải thầy nói mà em nghe được thầy nói không? đợi mấy giây làm hớp nước là cái phật mà cái người mà sử dụng đúng cái giá trị của cái vật đấy á, cái vật mà mình đang sở hữu á, thì dù mình không sở hữu thì mới thì là cũng là sở hữu, tức là người sử dụng đúng giá trị của vật đó mới là người sở hữu. Còn cái người mà sở hữu nhưng mà không biết sử dụng đúng cái giá trị của vật đó thì là không sở hữu. Xong cái tự nhiên là em nghĩ lại là việc là ví dụ như là em việc em muốn mua một cái xe ô tô ấy để thuận tiện cho việc đi đây đi đó các kiểu, nhưng mà em nghĩ lại thì thực tế thì mình nhu cầu đi ô tô của mình một tháng tầm khoảng 2 đến 3 lần là nhiều, còn hầu hết là mình không cần ấy, không để xe ở nhà, thì vậy thì mình mua ô tô làm gì, trong khi là mình chỉ sử dụng nó cái giá trị mình sử dụng chỉ tầm một một hai lần trong một tháng. Mình có mua ô tô để ở nhà thì mình cũng đâu xem như là mình không sử dụng thì mình là không sở hữu nó rồi. Vậy thì giờ việc của mình là học bằng ô tô và khi nào mà có nhu cầu đi đây đi đó thì là thuê ô tô là được rồi. Cảm giác cũng thoải mái. Dạ. Có bằng gì Bằng em chưa học, em chưa đủ tài chính để học. ừ, trước tiên là học bằng đến lúc Học mà bằng phải thì nhân chọn, mà. Dạ. nếu mà có thời gian được thì cứ học bằng trước đi, rồi sau Dạ. này nó có gia đình như thế thì thuận tiện có xe lúc đấy cần thì sẽ mua, Dạ. còn chưa có bằng đến lúc học bằng, lúc Em cần muốn thì học học. bằng lúc cuốn. Em mới học bằng ô tô lâu lắm rồi. Mà cứ mỗi lần mà tài chính tụ là có việc, là có cái gì đấy thì mà em dùng dùng. Nên là mình sở hữu cái gì là mình dùng đúng giá trị của nó, sở hữu đồng tiền thì phải dùng đúng cái đồng tiền đấy, nó đi vào để nó xây dựng cái giá trị cuộc sống, tạo lập giá trị cuộc sống và xây dựng chất lượng cuộc sống, thì đồng tiền đấy nó đúng là đồng tiền của mình. Còn nếu không mình thì tiêu lung tung là nó hết. Dạ. Nếu mà sở hữu mình dùng đúng, đúng sở hữu đúng đó, thì mình sẽ có nó, mình có một bộ quần áo mình sở hữu nó, khi mình cần mình dùng đúng bộ quần áo đó, còn nếu không bộ quần áo đấy mình bỏ xó, mình vứt nó đi, không sở hữu nó. Tức là sở hữu hay không sở hữu, nó khi mà mình không cần cái gì nữa thì mình biết mình buông, Dạ. mình buông bỏ đi thì nó rất nhẹ nhàng. Giả sử như trẻ con nó không có chơi cái đồ chơi, nhưng mà nó khi cứ nghĩ của nó thì lúc bạn bè khác chơi hay là lấy của nó chơi thì nó khóc, tức là nó định thân định tâm là nó sở hữu cái món đồ đấy. Bây giờ mình cũng có món đồ đấy, mình định tâm nếu như mình không cần nữa, người khác cần, mình sẵn sàng mình buông nó đi. Thế mình buông nó đi thì có phải nếu như mình không có còn nó, mình cũng có dễ dàng mình có thể mình coi như là nó không có còn của mình nữa. Thì kể cả mình có mất nó hay là mình chuyển cho người khác, mình cũng nhẹ nhàng, không có bị nội tâm vướng mắc. Dạ, chính xác rồi. Hai Ok, thế ngày là hôm nay mình là hai ngày thầy chuyển giao mấy cái bài mà nó giá trị kinh khủng luôn đấy. Hôm nay lại tiếp tục là mấy lượng kim cương. hôm nay hẳn tí nữa anh bảo anh nghe, giờ thì chạy bộ tí. Em bị lát nữa học xong bây giờ chạy bộ. Em Ngoài đang trời. làm cái lộ trình 365 ngày squat 1.000 cái mỗi ngày, hôm qua vừa mới bắt đầu.
Thế là tốt đấy. Dạ. Ngay làm cái là làm những như vậy thì để cao lắm. Vậy là ngày là mất khoảng 30 phút đấy, khoảng một ngày khoảng 30 phút cho việc sửa quát, em nhìn đồng hồ. Đỉnh cao sự quát được như vậy là thể lực tăng lên phi thường là các vòng em đặt Chị ý em hormone mông nhỉ. có ngực thì nó cơ lưng và cái vòng mông của em Dạ. nó lên cái cơ lưng của em nó sẽ khỏe lên. Wow, bên ngoài này đúng là không độ mát. Thôi anh đi chạy đến Dạ, ok anh. Bà về anh biết anh lên nhá. ngoài Mai ngoài nhiệt độ hẹn gặp anh ngày mai. phải không độ thì mặc áo như này đi chạy. Anh mặc áo về chạy luôn hả? U, phê đấy. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn cả nhà nhé. Bye bye anh. Bên cả nhà. Bye. Dạ, bên anh.